Xin chào các bác đã quay lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh số lúc đó nhé. Thì hiện tại bên em đang cho về một lô loa MUF đây. Hiện tại các bác thợ cũng đang bốc hàng. Đây, đang bốc hàng rất là nhiều. Hàng trong là màu đen, hàng ngoài là màu trắng. Màu F là KH10. Nếu mà nói đến MUF thì chắc là không còn xa lạ đâu. Một thương hiệu rất là nổi tiếng từ Đức. Và nhiều người đang đợi cái lô này của em khá là lâu. Thì hôm nay bên em mới về hàng cho các bác. Đấy, đang rất là nhiều. Hiện tại các bác thợ cũng đang cho xe, ôm từ xe xuống. Số lượng lô này đó là hơn 50 đôi các bác nhé, hơn 50 đôi loa MUF với cái dòng có thể nói là thành công nhất của hãng. Nếu mà nói về như dòng 30 thì chúng ta sẽ nói là VH12, nhưng mà nói đến dòng loa 25 thì nó là dòng HK120 này, nó là những dòng model và một phải nói là thành công nhất và được bán nhiều nhất trên thị trường. Đấy, bán có thể nói là nhiều nhất trên thị trường, rất là nhiều sản phẩm của dòng này được bán ra và nhiều người hiện tại cũng đang sử dụng những dòng sản phẩm này các bác nhé. Nói về MUF thì các bác sẽ nói ngay đến nữa là chất lượng của nó rất là tốt, rất là bền, là MUF rất là bền, cho ra tại bát tại tép rất là đều và hay. Và hôm nay em rất là vui mừng khi được về một cái lô như thế này. Bây giờ đã tối lắm rồi, cũng đã cả 10 giờ tối rồi thì hiện tại hàng mới về, bên các thợ đang tăng ca. Với hôm nay bác thợ cũng đang tăng ca để mà làm cái lô chị bác chuẩn bị cho cái đợt xã hàng có như kỷ niệm Việt Nam vô địch, thì bên em cũng tranh thủ bốc hàng luôn cho các bác. Thì ngày mai bắt đầu sẽ lên sóng các bác nhé, ngày mai sẽ lên sóng cái lô này cho các bác luôn. Thì mọi người nhớ là đón nhận lô này nhé, em sẽ báo giá vào trong ngày mai em sẽ lên sóng cho bác và sẽ báo giá luôn. Cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ạ.